Bà Hầu ơi, có gì ăn không? Chị nghe em nói với mẹ là em lúng túng với hành động của mẹ hả? Mà sao chị biết được? Mẹ gọi chị lúc chị gửi xe đó. À, thiệt là... Suy nghĩ trước khi nói đi. Chị tưởng em tốt nghiệp đại học rồi chứ. Con về rồi. Con nói đi một lúc mà sao lâu quá vậy con? Dạ, con tới thăm gia đình. Không nên ra ngoài làm những việc mình hay làm đâu. Ừ, con phải cẩn thận hơn. Mẹ con lo lắm đó. Dạ, con xin lỗi mẹ. À, vậy mẹ con đỡ chút nào chưa? Con tới đó để thăm mẹ con mà, phải không? Dạ, thế gì? Mẹ con đỡ rồi. Nếu con tới thăm nhà nội á thì cứ nói đi. Mẹ không còn lựa chọn nào ngoài lo lắng hết. Khi con chỉ nói đi Con một biết chút lỗi thôi rồi, mà thưa về mẹ. trễ vậy. Từ lúc con ra ngoài, con lên lầu và nghỉ ngơi đi. Kể từ bây giờ đừng có về trễ khi con nói là ra ngoài một chút đó, biết chưa? Dạ. Lên lầu đi. Sao vậy? Chị có nói gì đâu. Lẽ ra con bé nên gọi về chứ. Chị không thể để nó làm những gì mà nó muốn chỉ vì nó có thai rồi, biết chưa? Đôi khi chuyện như vậy xảy ra mà. Nếu chúng ta dễ dãi, con bé sẽ nghĩ là sẽ không sao nếu nó tiếp tục À, như thôi được vậy. rồi, biết rồi. Hạn chót kết thúc chưa? Chúng ta phải tiếp tục đến cùng. Làm cho mọi thứ hoàn hảo khó lắm. Anh vẫn tiếp tục nghiên cứu sao? Dù anh có cố giết như thế nào, anh vẫn không thấy thỏa mãn được. À, cứ viết thoải mái đi. Đâu có ai sẽ biết anh cố gắng tỏ ra ngầu đến mức nào. Mọi người có thể quên lời em nói, nhưng chữ sẽ khắc sâu vào trong tim. Dù là không gợi được cảm xúc, nhưng mà quyển sách sẽ trôi nổi quanh đâu đó. Ít nhất nó cũng không vô dụng mà, phải không? Sao quyển sách vô dụng khi anh không phải là người vô dụng? Anh lo lắng chuyện không đâu rồi đó. Thật ra anh cứ lo rằng em sẽ nói là lúc nào cũng vô dụng vậy hay sao. Không đâu, không nói đâu. Chúng ta đã không gặp nhau lâu rồi hả? À, chúng ta không gặp nhau từ thứ bảy tuần trước. Anh biết rồi. Hôm nay là thứ sáu nên được 4 ngày rồi. Anh đã đếm sao? Cuộc hẹn kiểu gì mà về sớm quá vậy? À, em theo anh ấy đến ngoại ô để xem nhà máy hoạt động như thế nào. À, Không phải nhà máy của anh ta mà là của ba anh ấy. gặp ông ấy chưa? Chưa gặp. Em sẽ gặp ông ấy ở một dịp khác. Em nghe mẹ em không cho anh dẫn Sugi theo vì con bé bị cảm. Em còn không chịu gọi cho anh. Anh cũng có gọi đâu. Nếu phá rối cuộc hẹn của em á thì kỳ lắm. Anh là chồng cũ mà. Cũng có sao đâu. Đâu phải như anh ấy không biết về anh đâu. Tiện thể, theo anh thấy thì kỳ lắm. Em đoán vậy. Sao em không gọi cho anh? Em nói em có thời gian rảnh mà. Em nghĩ tới chuyện khác. Em đang có mấy chuyện phải suy nghĩ. Anh có biết không? Em sẽ kể cho anh biết sau. Em nói đi. Em về được anh ấy cầu hôn. Anh ấy hỏi cưới. Em đồng ý chưa? Chưa nói. Em nghĩ anh nên biết trước khi em nói có. Để làm gì? Nếu anh nói không thì em sẽ không luôn hả? Nếu đó là anh sẽ không báo em trước sao? Đợi chút. Để anh nghĩ về chuyện đó đã. Ừ, anh cũng sẽ làm như vậy. Phải không? Em định nói có phải không? Em sẽ chịu.
Em cho anh khoảng 10 giây nha, để anh có thể suy nghĩ, xem anh có thể nói gì để làm một người chồng cũ tốt. Em thích anh ta vậy sao? Tất nhiên em hẹn hò vì thích anh ta, nhưng mà có đến mức em phải cưới anh ta hay không? Nhất thiết phải làm như vậy hả? Em không muốn cưới anh ấy vì em thích anh ấy. Chuyện đó đã kết thúc là thất bại với anh rồi. Em chỉ nghĩ anh ấy là một người đàn ông tốt. Ba mẹ anh ấy có vẻ tử tế, và anh ấy có vẻ tận tâm công việc. Anh ấy có tính cách mạnh mẽ, chân thật, rõ ràng và đồng cảm, và cũng có vẻ thông minh nữa. Anh có khỏe không? Tất nhiên anh ấy khỏe, hay tập thể dục lắm. Anh ta giống một người thủy chung với em hay không? Không phải đó đã được nói sao? Nếu vậy thì được, anh ta được. Còn Suki? Suki sẽ đi cùng em. Bọn em đồng ý rồi, không có con là em không cưới. Nhưng mẹ anh sẽ không cho phép em đâu. Anh nói giùm em đi mà. Em xin anh, em xin anh đó. Đủ không? Dù gì em thấy bị phản bội, em tưởng anh sẽ rất sốc, nhưng anh không sao hết. Thật ra đã chuẩn bị trước rồi. Vậy em làm vậy có được không? Không sao. Miễn sao em được hạnh phúc thì anh ổn. Giả lại anh sẽ không nhảy lên nhảy xuống gì mừng trở đâu. Em xin anh hãy giúp em dụ Sugi. Biết rồi, anh sẽ cố. Anh phải về văn phòng sao? Đi. Anh không tiễn em ra bãi à? Anh xin lỗi, nhưng nhân viên của anh đang đợi. Thôi được rồi, anh đi đi. Nhanh về đi. Em xin lỗi. Vì cái gì? Vì đã phá vỡ lời thề gặp lại vào kiếp sau. Không phải nên tiếp tục hay sao? Tiếp tục lời thề? Em tưởng là không được nữa rồi. Anh vẫn muốn tiếp tục mà. Được tái sinh và gặp nhau vào kiếp khác, hãy nhớ đó nha. Đi đi, và coi chừng té đó. Anh thật sự không thích giày cao gót lắm. Đi. Saranghaetteon naeul, hanjeumeun michoitteon naeul, neol wihae gumeul gudeon naeul, hanbeonjeum dorabomyeo ulojugil baranaba, ajigdo nae giyeokdeuri ttakkeungoriju. Nae soshik jeone deureun naeun barami chagil. Anh làm cái gì vậy? Cái gì? Mẹ anh đã gọi cho mẹ em, và mẹ anh cũng đã hẹn gặp với Chu Hoa. Em đã nổi điên lên ngay khi mẹ em gọi cho em đó. Sao anh cứ giải quyết mọi chuyện theo kiểu này hả? Em không biết là mẹ anh đang cố sao? Em đã nói không muốn rồi mà. Em điên à? Chúng ta còn phải làm gì khác ngoài cưới nhau nữa? Chúng ta mới 25 tuổi à? Anh thích em thích anh, đủ rồi ha. Hay để chuyện này sang một bên để chúng ta có thể ngủ và thức dậy cùng với nhau đi. Em ghét hôn nhân.
Em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới nhớ đây? Được rồi, anh có thể thấy tại sao em muốn trả thù anh kiểu này rồi đó. Anh hiểu mà, anh cũng hiểu tại sao nó ảnh hưởng tới danh dự của em mà. Em không muốn cưới anh chứ gì? Anh hoàn toàn hiểu hết. Vào trong nói đi ha, lạnh quá. Coi chừng bệnh đó. Không cần phải vào trong. Không muốn. Thôi được rồi, từ giờ anh sẽ làm mọi điều em muốn được chưa? Anh đang làm cái gì vậy? Vào trong nhà đi, anh nói vào trong nhà đi. Em nghĩ em đánh lại anh sao? Em không đủ sức nên đừng đánh nữa. Nói chuyện ngoài kia đi. Ở đây đi. Ở ngoài mà nói. Ê, ở ngoài lạnh lắm mà, có chuyện bị cảm đâu. Ơi, thiệt tình. Ơi. Bác sĩ ơi, tới giờ mổ rồi. Anh Chu à? Ngồi xuống. Anh đã làm mọi thứ có thể để thuyết phục mẹ em rồi mà. Anh còn nói mẹ em là anh sẽ biến đi nước ngoài nếu như anh không thể cưới em được đâu. Nói nhỏ tiếng thôi. Nhưng nếu em ra ngoài như thế này thì... Nếu như anh muốn nghiêm túc, và nghe em nói. Được rồi. Em cứ nói đi. Anh không được phản đối. Em đã suy nghĩ và quyết định rồi. Quyết định của em sẽ không thay đổi gì anh. Em cứ nói đi. Ngồi thẳng lưng lên. Sao em dễ sợ vậy? Chuyện vẫn tốt khi em vẫn còn trẻ. Hồi đó em có ước mơ được lấy chồng. Tốt rồi. Giấc mơ đó của em sẽ thành hiện thực thôi. Hãy biến nó thành thực tế đi. Nói đơn giản thì hôn nhân bây giờ không khác gì là kìm nén và cấm đoán với em. Hãy đừng còng tay nhau bằng hôn nhân và kìm nén cấm đoán nhau nữa, để nói ngắn gọn. Nếu như anh không muốn sống theo kiểu này thì kiếm người khác mà cưới đi. Nói gì thì có nghĩa gì đây? Chính thức mà nói là em thuộc về anh thuộc về em, xin đừng làm vậy. Đó chỉ là mong muốn vô ích và lòng tham ngu ngốc. Mọi người nói hôn nhân hòa hợp thể xác và linh hồn thành một, hôn nhân kiểu đó hiếm lắm. Em không muốn bản thân chúng ta héo mòn như vậy đâu, em không muốn chúng ta phải sống như vậy. Cứ như bây giờ đi, em chỉ muốn chúng ta gặp nhau mỗi khi mình muốn, hãy sống vậy đi. Anh không hiểu ý em một tí nào hết đâu. Sau 15 năm đó trôi qua, anh vẫn cảm thấy ở bên nhau tốt hơn là sống riêng với nhau. Thì làm vậy đi. Rồi rồi rồi, là trả thù phải không? Được rồi, vậy muốn trả thù phải không? Hả? Anh nói đúng rồi. Thật lòng đi, em đang trả thù anh à. Anh phải đi phẫu thuật đi, hãy nói chuyện này sau hơn. Không có gì để nói nữa. Chăm sóc mẹ anh nha. Đừng nói nữa mà. Cảm ơn anh nhiều. Vào trong ăn đi con. Ông ơi, mở cửa ra đi. Con đến à? Dạ. Đi đâu vậy? Mẹ phải lấy cơm. Có cầu hôn, có chuyện phải nói. Ngồi xuống đi. Hả? Không ăn ở nhà sao? Kim Chi à? Mẹ à, con sẽ không cưới ai đâu, nên không phải lo. Nhưng mẹ nghĩ ba con lại suy nghĩ khác mẹ đó. Đó là quyết định của con bé, tôi không nói gì được. Con chỉ muốn sống thử với anh ấy thôi. Và nó không có nghĩa là sống chung một nhà với anh ấy, mà chỉ ở bên nhau một hai ngày, có thể là vài ngày, tùy theo hoàn cảnh đẩy đưa thôi. Trời ơi, con đã nói cái gì vậy? Sao? Chỉ nói rõ cho mẹ thôi mà. Con nói rõ như vậy là sao hả? Ông mà ông nói cái gì đi. Quanh mồ cũng đồng ý à? Con đang nói cái gì vậy? Chuyện vẫn chưa được nhất trí bà. Nhưng mà anh ấy làm được gì chứ? Con nói là làm ngay đó. Hai đứa sống cùng nhau, sao lại làm chuyện vậy? Chuyện ngớ ngẩn gì vậy? Mẹ à, làm thế nào mà hai đứa sống chung mà chưa cưới được chứ? Đâu phải như hai đứa mồ côi đâu. Ông mà sao ông im vậy? Tại sao con lại muốn làm vậy? Đâu phải là con không có tiền lấy chồng mà phải sống thử chứ?
cũng đâu phải con sẽ có con đâu. Nè, vậy thì cưới luôn đi. Vậy đi ha, cưới luôn đi. Con không muốn bị ràng buộc bởi giới hạn của hôn nhân. Mẹ sẽ không hiểu được con đâu. Chắc rồi, mẹ không biết con đang nói cái gì hết đó, mẹ ngu lắm. Không phải là ý đó. Làm đi, cưới luôn đi mà. Mẹ không phản đối đâu, cưới đi. Ba, suy nghĩ thêm đi. Suy nghĩ cho thấu đáo rồi muốn sống thế nào cũng được. Ông à, con được giáo dục rồi, con đâu có thiếu gì. Vì con đã sống một mình cũng được một thời gian rồi. Ba chắc con có nhiều thời gian để suy nghĩ. Con rất khác so với Unsu, ba biết mà. Ông à, mẹ con phản đối là chuyện bình thường thôi. Nói thiệt á, ba không vui về gì con nói. Nhưng chỉ vì con là con gái của ba cho nên ba không ép con sống theo lối sống của ba. Ông mà ông điên rồi. Chúng ta chưa bao giờ làm gì để nói nó sống thế nào mà ha. Nó có thể suy nghĩ khác chúng ta. So với cậu kia, một đứa hay cư rú ở nhà, con bé đã sống rất tốt cho đến hiện nay rồi. Chỉ vì lý do đó mà ba thật sự cảm kích. Chúng ta không phải là người hết sao? Cô là người, tôi là người, và Kim Jun-gu cũng vậy thôi. Có gì mà không hiểu nhau được chứ? Cô nghĩ vậy không? Sao lời lẽ anh nói giống như là anh là con người, còn tôi chỉ là phóng viên giải trí thôi. Tôi nói vậy sao? Có dễ vậy. Một phóng viên muốn được đối xử như con người đó. Cô nhạy bén thiệt đó. Anh đến rồi à? Tôi có nên đứng lên luôn không? Thôi khỏi, không cần thiết đâu. Tôi là Kim Jin-gu. Tôi nên đứng lên. Tên của tôi là Song Suna. Xin lỗi vì thái độ lúc trước. Chuyện cũng xảy ra rồi mà. Ngồi đi, ngồi xuống đi. Ai đó, lấy giùm tôi một dĩa dưa riêng. Dạ. Sao chị cứ ăn mấy cái món độc hại như vậy? Vì chị sống đời chị nên chị ăn mấy món chị thích trước khi chết. Xin lỗi, chị đã bắt mọi người chờ. Sao mọi người không ăn trước đi? Nếu em định ăn cùng thì báo trước một tiếng đi. Chị đang định bắt đầu ăn đó. Dạ, em biết sai rồi. Ngồi xuống đi. Dạ. Người ta nói chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng ai lại nghĩ chủ tịch Giang qua đời như vậy? Lúc bọn anh chơi golf mùa thu trước, ông ấy hay khoác lác là ông còn khỏe lắm. Có rất nhiều người cứ khoác lác là họ khỏe mạnh nhưng lại chết sớm lắm. Đời khó đoán thiệt. Ông ấy có căng thẳng quá mức gì không? Anh không nghe chính miệng, nhưng nghe đồn là vì vợ ông ấy muốn ly dị. Rồi làm bản vẽ một tòa nhà cho một số nhà thiết kế nào đó. Có phải như vậy không? Chị đang nói cái gì vậy? Lúc trước chị có kể cho em đó. Ông Su đang nghe kìa. Bà ta chắc là không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Tất cả tài sản của chủ tịch Giang đều thuộc về vợ phải không? Chúng thuộc về gia đình của vợ. Ông ấy không giữ nhiều đó cổ phiếu đâu. Thiệt tình, ông ấy không biết chỗ mình đứng. Nam Mô Di Đà Phật. Nè con à. Dạ thưa mẹ. Nếu con không ăn được á thì đừng có cố gắng lên lầu đi. Dạ không sao đâu mẹ. Bà Hầu ơi, bà chuẩn bị nồi cơm chưa? Dạ, tôi chuẩn bị ngay đây thưa bà chủ. Đừng cố gắng ăn, lên lầu đi con. Vậy con lên nha. Con xin lỗi ba. Không sao đâu. Sao nhìn con nhỏ có vẻ mệt quá vậy? Cơ thể nó không được như trước. Không phải mọi người chăm sóc con nhỏ hay sao? Có chăm sóc chứ. Chăm sóc nhiều nữa kìa. Cái người này tới trễ lắm rồi đó. Tôi có nên gọi lần nữa không? Chắc là cô ta sẽ đến ngay thôi. Uống chút trà đi. Sao tôi có thể ăn nếu như bà uống trà hoài được chứ? Phải, tôi thiếu suy nghĩ về chuyện đó. Người lẽ ra phải tới lại chưa tới nên tôi vậy thôi. Làm cuộc hẹn này là để làm gì? Hẹn như vậy có được gì đâu. Tại bây giờ đang là giờ cao điểm mà. Tôi nghe là bà đang rất hạnh phúc vì cô con dâu mới. Chắc là bà thở phào nhẹ nhõm rồi ha. Cô dâu có được không? Tất nhiên, rất tốt nữa là. Không có gì phải chê bai hết.
Hoàn hảo luôn. Bà không biết là mỗi đêm tôi ngủ ngon đến mức nào luôn đâu, có hiểu không? Xin chúc mừng, tất nhiên là ngủ ngon rồi. Trong buổi chuẩn bị đám cưới, tôi tự hỏi nếu như bà hiểu lầm khi tôi nhìn thấy chiếc áo truyền thống từ chỗ khác hay không? À, không có đâu. Tôi không như vậy mà. Bà cũng nên thử tài nghệ của người khác đi. Cũng có lúc bà sẽ chán đồ của tôi mà. Tôi có hơi ăn gian một chút, nhưng mà như dự đoán của bà thì tốt rồi. Thật vậy sao? Cảm ơn bà nhiều nha. Hôm nay đường xá giao thông tệ quá. Nhưng mà bà đã lên lịch hẹn với một người cao tuổi, bà tới trễ quá đó. Tôi xin lỗi, Chủ tịch Choi. Chuyện gì cũng xảy ra rồi. Phiền cô một chút, cô heo. Dạ, vậy tôi về trước đây. Bà cứ họp tiếp đi nha. Sẽ gặp lại sau nha. Dạ. Ngồi đi bà Min. Tôi không có nhiều thời gian. Tôi thật sự rất bận bịu. Bà Min à. Dạ. Tôi mời bà gặp tôi vì thấy có vẻ là chúng ta có vụ hiểu lầm gì đó. Bà là người hiểu lầm ở đây đó, Chủ tịch à. Thì sự hiểu lầm xảy ra khi hai người nói chuyện với nhau mà. Không nghĩ như vậy là đúng với sự đời sao? Cũng như bà biết, không phải là tôi không có tiền chăm sóc cho bản thân, nhưng bà không thể nghĩ tôi lấy con dâu mà tôi không thích để lấy tiền thừa hưởng được, phải không? Một người như vậy thật đáng ghê tởm mà, đúng không? Chủ tịch, chính bà lúc trước gọi tôi là đồ lừa đảo mà. Tôi nói như vậy khi nào chứ? Tôi luôn kiếm sống bằng danh tính của tôi. Thì đúng vậy, tôi có phóng đại một số chuyện, nhưng mà tôi không bao giờ lừa đảo ai cả. Tôi là người dễ nóng, nên tôi thường hay chửi trước nhiều chuyện không tốt xảy ra. Và tất nhiên là bà phải bực mình rồi. Nhưng mà tôi thiệt tình không có cố ý nói xấu gì đâu, nên mong bà hãy bỏ qua cho. Đứa con dâu của tôi rất dịu dàng và tốt bụng. Con bé đúng là mẫu người tôi thích. Bởi vậy cho nên tôi thấy rất cảm kích với những việc làm của bà. Sao vậy ta? Tiện thể tỏ lòng cảm kích với bà, tôi đã chuẩn bị một túi sách cho bà rồi. Đây là vé trao đổi, hả? Bà không nhất thiết phải làm vậy đâu. Ôi trời đất ơi, xin đừng có nói như vậy mà. Bà không nên từ chối lòng thành đâu. Tôi rất muốn ăn tối với bà, nhưng mà rất tiếc bà bận bịu quá, bà Min. Dạ, tôi cũng vậy, Chủ tịch. Vậy tôi xin về trước nha. Dạ, bà về nhà an toàn nha. Tất nhiên là bà lừa tôi rồi. Đi thôi. Đồ xấu xa. Sao? À không, mình chỉ đang cố hiểu được cậu thôi. Cậu không cần phải cố. Chúng ta có thể sống mà phải cố hiểu người khác được sao? Cậu thích cậu ấy mà không muốn cưới hả? Là do không tin tưởng cậu ấy sao? Sao cậu có thể tin tưởng ai đó 100% được? Và cũng không phải lý do thấy cái lỗi với mình hả? Mình đã nói là không phải rồi mà. Không thích cưới, phiền lắm. Lấy chồng như người khác, cuộc sống hôn nhân điển hình, không bao giờ biết khi nào kết thúc. Không hiểu sao nhất thiết phải cưới gì. Cậu thì khác. Mình công nhận là cậu khác thường đó. Giờ này sao rồi? Cậu nói về Quan Mô, giờ thì chưa thấy vậy đâu. Nhưng mà anh ta phiền phức lắm. Ở cùng với anh ta mệt kinh khủng luôn đó. Mọi thứ anh ta quan tâm á, là gái thôi. Phải trông chừng anh ta từng phút từng giây, phải cảnh giác và ngửi cả anh ta nữa chứ. Nhưng mà cậu muốn cưới anh ta mà. Khủng điên thiệt ha. Mình đã nghĩ đầu mình bị cái gì đó. Mình muốn anh ấy là của mình, rồi coi nó thế nào. Mình thấy vui khi nhìn thấy anh ấy. Chắc là mình phê thuốc rồi. Giờ mình thấy như là mình vừa thoát chết vậy. Mình cảm kích cái con châu chấu của anh ta.
À, mình không bao giờ yêu một gái như vậy nữa. Mình đã quyết tâm làm vậy rồi đó. Câu trả lời là tìm một người có tình cảm với mình. Mình không hối tiếc cái tình cảm với anh ấy đâu. Mình đã điên cuồng vì anh ấy và đó là kinh nghiệm tốt. Và nếu không nhờ anh ấy, làm sao mình biết câu trả lời chứ? Cậu nghĩ có đúng không? Hả? Vậy còn thầy Kim In Thê thì sao? À, anh ấy gần giống người mình thích. Chân thật, không có gì là nam tính hết. Mình nghĩ là mình chỉ thích thôi. Anh ấy chăm sóc mình như là con và ba vậy. Anh ấy thích mấy câu chuyện chán ngắt của mình và cười rất nhiều. Khóc một lần nữa từ tối hôm qua sao? Không có. Anh ấy nói 4 năm từ khi vợ anh ấy mất, bắt đầu phát bệnh. Anh ấy chưa bao giờ cười hết. Không có nói dối đâu. Anh ấy lúc nào cũng học hay là giảng bài cho người ta. Anh ấy cô độc lắm. Anh Su à? Cậu nghĩ sao? Sao mình lại muốn cho anh ấy sự tự tin? Mình có muốn làm mẹ anh ấy không? Dù tôi có nghĩ đến mấy á, vẫn không thích được. À, không thích, không thích. Không thích thế nào hết. Bà, thế giới đã đổi rồi. Bộ mặt trời mọc từ hướng Tây hả? Giờ trời là đất, đất là trời sao? Khi mà ý thức đổi thì hành động cũng đổi. Tôi không biết. Nếu ai đó nói con gái sống cùng người đàn ông thay vì lấy chồng, họ nói là ồ vậy sao, xin chúc mừng. À, nghĩ vậy đó đâu hả? Đâu phải như chúng ta là người nổi tiếng mà bàn tán tùm lum đâu. Ông nghĩ tin đồn không có ghê sao? Mấy bà trong chợ hỏi, có tin gì về con gái lớn không? Tôi phải nói sao đây? À, mấy bà trong chợ là bạn với nhau hết. Nếu ở riêng họ sẽ hỏi, à, con gái tôi sẽ ở với trai mà không có cưới đó. Nói vậy hả? À, không có gì đáng cười hết. Ông là đồ ngốc hả? Con bé không biết ai có cuộc hôn nhân tốt đẹp hết. Con bé thích cậu đó, nhưng mà con bé lại không tin tưởng cậu ta, chỉ có vậy thôi à. Vậy sao hai đứa đó không hẹn hò mà lại sống chung? Thì có khác gì đâu. Tôi thật sự không thích ông chút nào hết. Ly dị đi. Sao? À, cô xong. À, tốt rồi. Chị đến rồi. Sao cô tới đây vậy? Tôi mời cô ấy tới đó. Xong việc nhanh hơn em tưởng ha. Ừ, cảnh quay diễn ra tốt. Chị làm việc rất hăng. Để tới đây nhanh hả? Tất nhiên rồi. Ờ, Chung Gu cũng đến sao? Sao em không báo với chị chứ? Chưa nói hả? Cô đừng giả vờ nữa. Đây không phải là phim trường. Em tưởng đang quay phim. Chuyện với anh và cô xong tốt không? Tốt, mọi chuyện giải quyết hết rồi. Hiểu nhau hết chưa? Em nghĩ đã hiểu nhau rồi. Ngày mai em được nghỉ, uống thôi. Rớt đi. Sugi, con ngủ chưa? Ba về rồi nè con. À, sao nó lại khóa cửa? Hôm nay có chuyện gì sao? Không có, đâu có đâu. Ăn tối xong tất cả ngồi coi phim và con bé đi lên lầu. Lúc nãy em nói con bé em sẽ đọc chuyện cho nó nghe, nhưng mà nó nói là để cho nó tự đọc thôi. Được rồi, con ngủ ngon nha. Ôi trời, chắc con bé đến tuổi dậy thì rồi.
Họ nói khi nó tự khóa cửa phòng có nghĩa là nó dậy thi rồi. Ngày mai anh sẽ hỏi. Nếu cậu chờ đợi mình vào lúc 4 giờ mỗi ngày, thì tim của mình sẽ bắt đầu đập vào lúc 3 giờ. Con sói nói với vị hoàng tử trẻ như vậy. Mình sẽ không gặp cậu được. Mình phải đi du lịch mất rồi. Để thấy rõ mọi thứ, đôi lúc cậu phải nhìn thẳng bằng trái tim cậu.